Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình giới thiệu cho anh em tham gia một chương trình này góp nhận 10 top cần GFN từ một cái sàn La Tô Cần các bạn. Để tham gia dạng link thứ nhất của mình, các bạn đăng ký về tài khoản trên sàn La Tô Cần và KIC Level 2 các bạn. Thì link đăng ký và link video hướng dẫn đăng ký mình có để dưới phần link mô tả đó. Sau khi các bạn đăng ký và KIC mở Telegram ra, các bạn chatbot các bạn. Thì các bạn bấm nút xịt. Sau khi bấm nút start xong thì bấm done. Đối với những cái tài khoản mới tham gia thì các bạn điền đi email vào các bạn. Rồi nhiệm vụ thì các bạn like và retweet nè, rồi bấm I don't check it nè. Các bạn tweet bot thì các bạn Twitter thì bấm I don't check it nè, join Telegram thì bấm I don't check it nè. Rồi join kênh Telegram bấm I don't check it nè. Follow Twitter bấm I don't check it nè. Follow Twitter bấm I don't check it nè. Thì các bạn cứ làm những nhiệm vụ được bấm Idol Check-It nha các bạn. Có mấy nhiệm vụ. Rồi sau khi bấm Idol Check-It xong thì nó hiện ở cái email này. Thì sau này tôi cần nó sẽ trả về sàn La Tô Cần cho tất cả các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào những video clip tiếp theo.